Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chào mừng quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả cùng các bạn, chương trình của chúng tôi như thường lệ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Và quý vị khán giả hãy lưu ý số điện thoại duy nhất của chúng tôi là 02438262625 sẽ tiếp nhận yêu cầu giải đáp thắc mắc của tất cả quý vị khán giả cùng các bạn vào tất cả các ngày trong tuần. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, trong cái thời gian vừa qua thì có một câu chuyện mà rất nhiều khán giả đã gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu, đó là cái chuyện mà tự chung lại đó là vấn đề tình cũ không rủ cũng tới. Và với cái trường hợp này thì rất nhiều cái khán giả đã gọi đến, và trong các cái cuộc tư vấn của anh có hay bắt gặp những cái trường hợp này không ạ? Vâng, trước hết xin chào các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Thành Văn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng. Thật ra thì cái câu mà tình cũ không rủ cũng tới thì, nó có một ý nghĩa nhất định và nó có giá trị cho đến giờ phút này. Dạ vâng. Phải nói thật, nhưng mà mình phải hiểu tình cũ là tình như thế nào. Vâng. Đó là những cái đôi mà yêu nhau vì lý do khách quan mà không đến được với nhau. Ví dụ như bị gia đình ngăn cản nhưng họ vẫn rất yêu nhau. Vâng. Hoặc là yêu nhau cái thời học phổ thông hay học đại học, nhưng sau đấy ra trường là mỗi người một nơi vì những cái lý do xa cách mà tạm thời quên nhau, chứ trong lòng họ còn tình cảm với nhau ấy. Vâng. Thì cả cuộc đời nó sẽ không quên nhau, và nếu có cơ hội gặp lại thì họ sẽ kết nối với nhau. Vâng. Chứ còn cái tình mà đã bầm dập, đã đánh nhau tóe khói, đã ly hôn, đã làm cho nhau đau rồi thì chỉ muốn đào sâu chôn chặt. Cho nên là chúng ta cũng đừng sợ quá tất cả những cái tình cũ. Tình cũ nhưng tình đẹp mà giang dở thì người ta mới nhớ. Mà người đáng nguy hiểm đúng không ạ? Đúng rồi, gọi là tình chỉ đẹp khi còn giang dở mà. Vâng. Yêu nhau mà không đến được với nhau thì trong cả cuộc đời nó cứ khát khao. Thế rồi đến một ngày nào đó, ví dụ như 20 năm ngày trở về, gặp lại trong hội lớp, hội trường. Rồi những cái cảm xúc cũ nó mới là ngày xưa tớ rất là yêu nhau, nhưng mà vì nhà tớ nghèo tớ không dám tỏ tình, hay là lúc ấy ấy quá xinh mà tớ thì là trai nông thôn tớ không dám tỏ tình. Thế nhưng mà đến lúc ấy người ta mạnh miệng rồi thì rất có thể nó sẽ nối lại. Dạ vâng. Và cái chuyện họp lớp là chuẩn bị hè tới là rất nhiều hội lớp hội trường đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Và như thế lại là cái điều lo lắng cho các cặp vợ chồng. Vâng. Thực ra là tôi cũng hoàn toàn đồng ý là đúng là một cái cơ hội rất là gọi là nguy hiểm. Dạ. Nếu như anh không đủ khả năng để mà làm chủ được cái cảm xúc của mình khi mà tham gia các cái cuộc họp lớp hay là những cái mà gọi là cơ hội để mà tình cũ đến anh ạ. Vâng. Đặc biệt là những cái có thể cũng chưa đến nỗi là sâu đậm quá như anh Đoàn đâu, nhưng mà ví dụ như tôi chẳng hạn, có những cái thời trẻ trâu, những cái thời nó chỉ rung rinh một chút thôi, thế thậm chí là sau đó cả một quãng rất là xa có thể không gặp lại nhau. Vâng, nhưng mà khi gặp lại mà nhắc lại những cái đấy thì đến bây giờ có khi nó lại run rẩy anh ạ. Và nếu như mình không điều chỉnh được tốt cảm xúc của mình thì cũng dễ là sau bữa tiệc là đi cà phê, sau cà phê là nhà nghỉ lắm đấy. Dạ vâng. Có thể thấy rằng là có khi là cái thời mà tình ban đầu ấy thì tay còn chưa dám cầm. Thế nhưng mà sau khi gặp lại thì nhiều cái nó dễ đi xa đúng không anh? Thứ nhất là sau 10, 15, 20 năm cả hai bên đều đã trưởng thành. Nhìn nhận về cuộc đời nó cũng nói chung là cũng phải nói là cao cáo rồi, chứ nó không còn có cái run rẩy của thời xưa nữa. Và đến bây giờ thì thường là cũng trai có vợ, gái có chồng rồi, là mạnh miệng lắm ạ. Vâng. Chẳng còn gì để mà mất mà. Vâng. Cho nên cứ nói được chả được thì thôi. Vâng. Thính cứ thả, cắn thì cắn, chả cắn thì thôi. Vâng. Thế nhưng mà đôi khi cũng ngẫu nhiên thôi. Sau khi liên hoan cả lớp thì rồi rủ nhau thôi đi cà phê riêng đi, lâu lắm rồi cũng không gặp lại. Yeah. Ví dụ tôi với lại Hoàng Thúy Hải là quý mến nhau ấy. Dạ vâng. Mình sẽ tách khỏi lớp. Vâng. Ăn xong rồi thế chúng tớ đi có việc một tí, đi cà phê. Lúc ấy thì dốc cái bầu tâm sự một chút là 15 năm qua thật ra có gia đình nhưng mà cũng buồn lắm, nó cũng không hạnh phúc. Vâng.
Đôi khi cứ nhớ lại cái thời ngày xưa ấy, xong rồi cứ ước là giá mà ngày ấy lấy hải, ví dụ như thế. Anh kể như chuyện thật đi. Xong bên kia thì cũng bảo thật ra nó là cái duyên cái số, chứ nhiều lúc tôi cứ nghĩ là sao tôi lại không lấy ông nhỉ. Thế xong rồi đôi bên mà thật ra bây giờ cũng chưa muộn. Vâng đấy, tức là nó cứ từng thính cứ thả vào bên cứ kia thả, cứ cắn bên này là thả tiếp. Vâng. Rồi đến lúc là thôi ngồi cũng mỏi lưng đi 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 ra khách sạn Hoàng Gia, mình ngả lưng tạm tí để tâm sự tiếp. Vâng, thế làm thế nào mà để tình cũ chỉ có dừng lại ở tình cũ để không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại anh chị? Do mình là chính thôi ạ. Dạ. Vâng, thính của anh Đoàn cho dù rắc thế chứ rắc nữa, nhưng nếu như mà tôi đủ bản lĩnh để mà tôi không cắn câu chẳng hạn thì có khi cũng chỉ dừng ở cà phê thôi. Dạ, chứ vâng. Không phải là dừng ở, là đi đến tận khách sạn. Tôi nghĩ rằng là thực ra bây giờ cái cơ hội để chúng ta bày tỏ cảm xúc nó nhiều lắm ạ. Nếu vâng. như mình không làm chủ được cái cảm xúc của mình thì mình sẽ có thể đi quá đà. Và chúng ta trong các cuộc tư vấn trước chúng ta đã thấy rồi, rất nhiều những cái cuộc họp lớp, rất nhiều những cái tình cũ đấy cũng đã làm tan nát gia đình, và cái người ở trong cuộc ấy cũng phải chịu những cái hậu quả rất là lớn. Dạ vâng, thế làm thế nào mà để cái câu tình cũ không rủ cũng tới nó không còn tăng đúng nữa anh? Thật ra tình cũ nó rủ thì vẫn tới, nhưng mà tới đâu mới là quan trọng, chứ còn làm sao mà mình nói không tới được, đúng không ạ? Vâng. Nhớ một câu là vui có chừng dừng đúng lúc, và đặc biệt là nhớ rằng quá khứ thì đã qua rồi. Cái vâng. cảm xúc mà rung rinh ấy là rung rinh của thời hồi ấy chúng ta học lớp 11, lớp 12, chứ vâng. không phải rung rinh của một cái ông bà mà tuổi 40, 45 rồi. Vâng. Đôi khi để vậy thì còn nhớ nhau suốt đời, chứ sau một lần đi nhà nghỉ là thôi bye bye luôn đó. Một cái sự thật trắng phớ ra, ôi rồi tưởng thế nào. Thế cho nên là hãy trân trọng giữ lại những kỷ niệm, cứ để một chút nuối tiếc trong lòng mình cho cuộc sống nó thêm thi vị. Dạ vâng, trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi bộ phận kỹ thuật kết nối với các khán giả đang đã gọi đến chương trình trong thời gian vừa qua, thì chúng ta cũng đã bàn một cái vấn đề rất là tế nhị, đúng không ạ? Tình cũ không rủ cũng tới. Và bây giờ thì tôi biết rằng là ở đầu dây bên kia đang có một cuộc điện thoại chờ, đó là một khán giả gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Phú Thọ đâu ạ? Tôi nghe đây ạ. Vâng, xin chào quý đài ạ. Dạ vâng, chào chị. Quý đài là tôi, lần đầu tiên tôi cũng xin tư vấn, cho nên là chắc là nói chắc không được lưu loát và logic lắm, thì mong quý đài thông cảm dạ vâng. giúp tôi nhé. Dạ vâng, chị trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Dạ vâng. Vâng, báo cáo với chuyên gia tâm lý. Hôm nay không biết là ai, nhưng mà cả tâm lý và bác sĩ sức khỏe nữa. Dạ. Hôm nay tôi có hai vấn đề muốn được tư vấn, cả về sức khỏe và cả về tâm lý. Vâng. Thì tôi nói về vấn đề sức khỏe trước nhé. Dạ. Thì tôi năm nay là tôi 62 tuổi rồi. Vâng, 62 tuổi. Về sức khỏe tôi thì cách đây hơn 10 năm rồi tôi bị ba xê đô ấy. Sau đó là tôi chịu xạ là thì xảy ra tình trạng suy giáp ấy. Vâng. Thì tôi vẫn điều trị về cái suy giáp, nhưng mà tôi luôn luôn có nguy cơ là tăng cân. Thế bây giờ tôi muốn bác sĩ tư vấn cho tôi là làm thế nào để tôi phòng tránh được cái vấn đề là thừa cân béo phì. Vâng. Đấy là vấn đề suy giáp nhé. Còn vấn đề nữa là bây giờ tôi thì cũng bất hạnh. Hồi xưa tôi lấy chồng nhưng mà thảy thai nên tôi không có con nữa. Sau đó chúng tôi ly hôn. Thì tôi sống độc thân cũng hơn 20 năm nay rồi. Thế bây giờ tôi có nghĩa có lẽ là tôi không sinh nở, hay nữa là tôi cũng nghĩ cái chuyện là gần với đàn ông ấy. Dạ vâng. Nhưng mà tôi cơ thể tôi giờ thì tôi cũng cảm thấy vẫn là săn chắc. Vâng. Và thon gọn ấy. Thế tôi mới tham gia một cái lớp gọi là dân vũ ấy. Thế ạ. Thì tôi có một cái yếu điểm là khi mà tập dân vũ là tôi không quen mặc áo thịt ngực. Thì khi mà nhảy mà lắc như thế thì tôi sợ bị tập trệ, bị chạy ngược không. Dạ vâng. Bác sĩ tư vấn
Và một chuyện nữa là tâm lý tôi là luôn nhé. Chị nói đi. Vâng. Tôi người cũng chính vì xưa tôi ly hôn rồi đấy, nhưng mà tôi không lấy chồng, nhưng mà tôi nuôi con trai của chị gái. Vâng. Bây giờ cháu lớn thì cháu gần 40 tuổi rồi, thấy vợ có con rồi. Tôi thì tôi vẫn ở với chung với các cháu, khi Vâng. nào kinh tế thì có thể là độc lập. Thế tôi đọc độc lập tình cảm, lâu nay tôi cũng không nghĩ đến chuyện là tình cảm trai gái á. Thế nhưng Vâng. mà bây giờ không biết sao, bây giờ có 2 tuổi rồi lại nảy sinh tình cảm với một anh bạn, Vâng. anh cũng cùng tuổi ấy. Vâng. Thì anh ấy cũng nói chung là tôi đánh giá thì anh cũng là người cao giáo đẹp trai lịch sự, thì chúng tôi Trời đam mê nhau từ Dạ. từ cái đam mê, biết nhau từ cái sự đam mê về ca nhạc, ca nhạc âm nhạc đấy ạ, hát hò đấy ạ. Dạ vâng. Thế thì tôi cảm thấy là cái chuyện tình dục thì chúng tôi cũng thưa thớt thôi, nhưng mà tôi thấy cảm xúc nó nhiều lắm. Thế ạ. Như là cái thời tôi mới yêu ấy, Vâng. 30-40 tuổi á. Vâng. Thế thì bạn bè tôi cũng có bảo là nói chung là đa số là họ ngưỡng mộ thôi. Tôi cũng đẹp đôi, thứ hai nữa là, nhưng muốn có người bảo là ôi nhìn anh ấy đào hoa như thế thì không cẩn thận bạn sẽ bị thiệt thòi ấy. Vâng. Thế tôi thực sự ra là bây giờ mới nảy sinh tình cảm thì tự nhiên tôi phải chịu thôi. Tôi Vâng. thì tôi rất sợ bị tổn thương là một. Thứ hai nói chuyện về chuyện tình yêu thì tôi không chấp nhận cái chuyện chung trả ấy. Vâng. Thế tôi muốn là chuyên gia tư vấn cho tôi là với cái anh ấy thì anh ấy mối quan hệ với anh rất rộng, anh cũng được nhiều người quý mến, Vâng. và anh không giấu cái mối quan hệ của tôi với mọi người. Anh ấy cũng sống độc thân với con cái y như tôi, Dạ. là 2 người cùng sống với con cái thôi. Đến với nhau thì xác định là không đi đến hôn nhân, mà Vâng. là tri kỷ động viên rồi cùng vui vẻ hát hò thôi. Nói Quý chung hóa là quá còn tôi thì gì rất chị? e là cái chuyện bị tổn thương thế, rồi thì như như bạn bè cảnh báo là anh đào hoa như thế thì sẽ có những cái chuyện là Tức là là đa dạng với mối hoa quan lá hệ trên hơn đầu đúng bạn. không hả tôi chị? Dạ thì vâng. tôi Thế bây giờ chị thì xin lỗi chị mong muốn điều gì ở chương trình trong cái việc tôi muốn tư cái vấn chuyên gia tư vấn cho tôi là với con người như thế thì tôi có thể tin tưởng được không, À, và rồi. ở tuổi này rồi tôi có Mà nên mặc duy dù trì là cái tình cảm đó không? chị chỉ muốn dừng lại ở cái mối quan hệ là tri kỷ thôi như chị nói đúng không? Ồ, Vâng. chị có nói là chị 62 tuổi và cơ thể rất là săn chắc và có thể gọi là xinh đẹp đúng không ạ? À, cứ Rồi. tạm vào tôi tự kêu như thế một tí cho một chút ạ. Rồi. Thì đâm ra cái chàng trai 62 tuổi mà chị nói là cao giáo đẹp trai kia mới mới tít thò Chắc là thế. lò đi đúng không? Rồi, chúc mừng chị. Thực Và ra nếu mà 62 chính tuổi quá mà chị mà tôi vẫn nói chuyện là tôi hơi ngại á. dạ vâng. Chị vẫn ổn định được sức khỏe, vẫn chăm sóc sắc đẹp của mình như thế thì thật là điều đáng quý, và hy vọng là không nghe câu chuyện của chị như thế này thì rất là nhiều các bà 62 tuổi cũng sẽ bắt chước và sẽ có những cái hành vi về việc chăm sóc sức khỏe cũng như là tập năng thể dục để cho có cái cơ thể đẹp hơn. Còn bây giờ thì những cái băn khoăn thắc mắc của chị sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn nhé. Xin mời chị Xin cảm Hải ạ. ơn quý đài cửa sổ tiếng yêu ạ. Vâng ạ, vâng. Chào chị ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn cô bác sĩ Thi Hải ạ. Vâng, thật sự là lúc mà nghe giọng chị ý, thì tôi rất là ngưỡng mộ luôn ý, bởi vì giọng chị quá trẻ luôn. Vâng. Và đến bây giờ 62 tuổi rồi mà các cái âm sắc nó vẫn rất là êm ái, nó rất là dịu, chứ nó không hề mang một chút nào của cái người mà mình đã được xếp vào hạng người cao tuổi, đúng không ạ? Vâng. À Vâng ạ. Chị ơi chị, thế thế thì chị có nói là chị xạ trị thì tôi hiểu là chị bị ca tuyến giáp chứ không phải là bị bazơ đô đúng không chị? ạ? Không, hồi ngày ấy bệnh viện người ta bảo là Bacedo thôi mà. Thế Xạ à, trị bởi như chị vì xạ gì đấy, tôi cũng hỏi như vậy, uống cái thuốc thế. nước gì đấy Vâng. chỉ có 2-3 lần thôi thì làm nó triệt tiêu tuyến giáp đi, chứ tôi không mổ.
Nhưng mà bác sĩ cũng bảo là như thế là phải dùng cái thuốc thi giáp suốt đời. Vâng, bởi vì bazodo ấy thì bản chất của nó là cường giáp ạ. Và cường giáp thì nó có thể ảnh hưởng khá nhiều các cơ quan của cơ thể, đặc biệt là ví dụ như là mắt này, hoặc là nhịp tim này, hoặc là tay. Đấy, thế thì tôi cũng không rõ là chị ở trạng thái như thế nào, nhưng nếu như là bazodo thì phải điều trị suốt đời. Tức là phải có tái khám, phải có dùng thuốc để bổ sung cho cái hoạt động của tuyến giáp, tránh tình trạng suy giáp. Thế còn nếu như mà chị bị ca giáp thì rất nhiều những trường hợp ca giáp sau điều trị thì người ta ổn định và người ta không phải điều trị gì nữa, chỉ cần kiểm tra và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Thế thì tôi không rõ là tình trạng của chị là ở trong cái trường hợp như thế nào, nhưng mà cho dù như thế nào thì ở tuổi của chị hiện nay á, nếu có những cái bệnh lý gì thì mình cũng rất cần được theo dõi thường xuyên, được tái khám và được điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đúng không ạ? Rồi chị lại còn tham gia các câu lạc bộ dân vũ nữa. Thế và tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà tham gia các câu lạc bộ dân vũ này ấy, thì các cái hoạt động của câu lạc bộ dân vũ nó khá là đa dạng. Các cái bài nhảy của nó chủ yếu liên quan đến các khớp. Thế và mình lưu ý xem là mình có mắc các cái bệnh gì về khớp không, hoặc là các cái bài nhảy của nó mà nó không quá tăng gánh nặng cho tim. Ví dụ sau khi tập các cái điệu dân vũ, hoặc là các cái nếu nó nhẹ nhàng mà chị không thấy khó thở, chị không thấy mệt, không thấy vã mồ hôi nhiều ấy, thì chị có thể tham gia các bài đấy thoải mái. Hiện nay thì mình đã 62 tuổi rồi, và cái mình đã mãn kinh rồi, thì thông thường thì cái cơ ngực của mình, cho dù mình chưa mang thai, mình chưa nuôi con, thì tôi tin là cơ ngực của chị nó cũng vẫn rất là tốt ý. Nó săn chắc chứ nó không bị đến nỗi là chảy xệ hay là gì đó. Thì khi tập dân vũ chị vẫn có thể mặc những cái áo lót để nó nâng và nó giữ được cái cơ ngực của mình, đảm bảo cho mình tập các cái điệu múa nó không phải ngại ngần ý. Thế có điều là mình mặc áo thì mình mặc nó vừa vặn thôi ạ, chứ đừng có chật quá. Đặc biệt là nếu mà nó cơ chế đẩy hoặc là nâng nhiều quá, hay cái đệm mút nó dày quá, thì khi mà mình hoạt động nó có thể ảnh hưởng tới cơ thể cũng như là sức khỏe của mình. Chứ còn cái gì mà nó cứ vừa vặn với mình thì đều rất là tốt chị ạ. Vâng, vâng, bởi vì tôi thấy nhiều người 70 tuổi các bạn vẫn tập như thế, nhưng mà chỉ có mình tôi là không có thói quen là mặc áo ngực lúc tập ấy thôi. Ôi thế cái không có vấn đề gì chị ơi, cứ chị cảm thấy cái gì chị cảm thấy thoải mái nhất thì rất là tốt ạ. Vâng, có điều ví dụ nếu mà dân vũ mà tập ở ngoài đình, ngoài chùa, hay ở những cái địa điểm mà nó rộng rãi, thoải mái, chỉ có đội dân vũ với nhau không, thì chị có thể như thế nào chị cảm thấy thoải mái nhất đều có thể. Nhưng mà nó rộng. Vâng, tốt mà. Chỉ có trừ trường hợp mà ví dụ đi biểu diễn hay là ở những cái nơi mà nó công cộng quá, nó quá nhiều người qua lại, thì nếu mình có một cái cơ thể đẹp mà mình nó sợ là nó hơi bất tiện một chút thì mình phải suy nghĩ thôi, còn không sao đâu ạ. Biểu diễn tôi chỉ mặc áo ngực được chứ ạ. Vâng ạ. Lúc tập thì nó nóng được rồi thì nó hoạt động nó tốt mà chị. Nó khó chịu thôi ạ. Vâng, chắc chắn là như bác sĩ nói thì là chị không phải lo lắng chuyện mà nó chảy xệ đâu nhá. Còn cái chuyện mà tình cảm với chàng trai cao giáo đẹp trai 62 tuổi thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tâm sự thêm với chị ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, cảm ơn Thành Văn. Xin chào chị. Vâng ạ. Rồi, vừa nghe câu chuyện của chị từ đầu rồi, chỉ muốn nói ngắn gọn một chút xíu như thế này nữa. Đúng là khi nghe xong câu chuyện của chị thì mới ngẫm ra một điều là đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì. Và giờ chị cũng có một chút xíu những cái vướng mắc, cũng có một chút thiệt thòi. Nhưng mà trời cho mình đến tuổi này rồi còn có sức khỏe này, mặc dù cũng có bệnh như rồi cũng qua. Đến tuổi này rồi còn ăn nói sang sảng như là con gái, rồi còn hát hò, rồi còn dân vũ, rồi kinh tế thì độc lập. Phải nói chung là cái đấy là một thứ tài sản vô giá mà rất nhiều bà bây giờ đang bò ra đi bế cháu nội, bế cháu ngoại hết ở miền núi lại xuống đến miền biển. Trong khi thì bà này là bà còn lo đi nhảy, thế là tuyệt vời rồi, thế là vui vẻ. Vâng, xin lỗi nha. Cái này là tôi cũng có cháu á, con ở với tôi thì tôi cũng trông cháu, nhưng mà ở mức độ nào mình có thể phù hợp với sức khỏe thôi, chứ tôi ôm tất cả. Vâng. Thôi, thế thì điều thứ hai tôi muốn nói thế này này. Ở đời cái chuyện tình cảm, ngay cả một đôi vợ chồng có đăng ký kết hôn, đứng trước bàn thờ tổ tiên vái lạy,
rồi thề trước Chúa, trước thần Phật gì cũng còn không dám chắc rằng có đi đến nhau với nhau đến tận cuối con đường, rằng là không phản bội nhau, rồi không chia tay, không bỏ nhau. Cho nên là thôi, mình đừng kỳ vọng quá nhiều. Ở tuổi của mình còn có một người bạn trai đến với mình, ít nhất là lúc này, và còn chia sẻ được, và mình thấy còn có cảm xúc, thế là quá tuyệt vời. Hãy sống với từng giây phút hạnh phúc, đừng nghĩ đến chuyện làm sao cho nó quá dài lâu. Biết đâu chỉ 3 năm nữa chính chị là người chán trước, đúng không? Ta không nói được điều gì. Biết đâu chính anh ấy mà cứ đòi là không cho mình đi tập nữa, chứ mình đi tập ngộ nhỡ mình đẹp quá chứ tôi không giữ được mình chẳng hạn. Biết đâu anh lại ghen, anh ấy lo, anh ấy giữ mình, chứ không phải là mình phải lo rằng anh ấy có người đọ người kia. Hãy cứ vui vẻ, hãy cứ làm cho mình khác biệt so với những người khác. Có thể mình không được bằng những chị 40, các chị còn trẻ trung hơn, nhưng mà mình có những cái điều mà những người khác không có được, thì đấy cũng là một thứ để mà gọi là níu giữ tình cảm giữa hai người. Còn mình không đặt vấn đề là làm sao để anh phải toàn tâm toàn ý với mình nhá. Thôi mình cứ sống thoang thoảng một chút thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ là tôi tổn thương thì tôi không chịu đựng được ý. Từ trước nay tôi sống tôi cứ phải sợ, tôi khép mình nhiều ấy. Bây giờ tôi cứ sợ tổn thương. Vâng, biết được, tôi cũng rất là cảm ơn quý đài đấy về lần đầu tiên. Dạ. Đài tư vấn thì tôi cũng có những cái băn khoăn đơn giản như vậy. Dạ vâng. Lần sau rất là phức tạp hơn đấy ạ. Dạ vâng. Rồi xin cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình và gọi điện đến chương trình để chia sẻ. Chào chị nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thị Hải. Quý đài cửa sổ tình yêu ạ. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là em muốn hỏi là hiện tại thì em mới quen một bạn trai được 6 tháng ạ. Ừ. Nhưng mà em có nghĩa là em xác định là tại vì là cũng kết thúc cuộc hôn nhân đầu cũng được mấy trước đấy là được 2 năm, nhưng mà đến cuộc hôn nhân này đến cái cuộc cái chuyện tình cảm này thì chưa xác định là lấy luôn, nhưng mà nhưng mà vấn đề là cái anh này thì anh ấy rất là muốn đến với mình ấy. Mà em lại có bầu, nhưng mà em lại không muốn để. Bởi vì em cũng chưa muốn là lập gia đình luôn như này, vì em vẫn còn một bé 6 tuổi. Rồi. Với lại là trong cái lúc mà hai người tìm hiểu nhau thì có một hai lần ý là anh ấy nói về cái vấn đề là ý là con riêng của mình, con trai của mình, thì anh không bảo là một hai lần gì đấy, anh có nói qua bảo là đúng không, để cho bố nó nuôi rồi mình chu cấp cũng được. Rồi anh nói như thế là em cảm thấy phân vân trong cái mối quan hệ này. Rồi thứ nhất là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 32 ạ. 32 tuổi và đã ly hôn như bạn nói là 2 năm nay đúng không? Vâng. Khi cậu con trai của mình mới có 4 tuổi. Con trai từ lúc 4 tuổi ly hôn, bây giờ cháu 6 tuổi. Ừ. Và bây giờ cháu chắc là đang học lớp 1 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ thì lại có thai với kẻ cái chàng trai mà mình đang quen. Nói nữa là thật ra là vừa rồi cái cách đây một tuần không có cãi nhau. Thì em ý là trong cái lúc mà đầu thì tâm trạng nó không bình thường cho lắm, thì cũng có cãi nhau, xong rồi nói một vài câu. Thế là anh ấy cũng bảo là nếu vậy thì thôi tùy em ý là em để cũng được, em để cũng được. Tóm lại là cái thai trong bụng là anh ấy bảo là tùy, muốn giữ thì giữ mà muốn bỏ thì bỏ, đúng không? Vâng, thai được bao nhiêu tuần tuổi rồi? Lúc mình xúc động quá ấy, thì mình có đi bỏ rồi. Thế là bây giờ là em đã đi bỏ được hơn một tuần nay. À, nhưng mà em thì rất là rồi? Suy nghĩ đắn đo vẫn tiếp tục, thì trong quá trình đấy là dẫn dẫn nhau vừa rồi thì em cũng có làm lành, tại vì trong suốt hơn một tuần nhưng mình cảm thấy không biết được cái tâm trạng nó linh tính, em không biết là liệu em có bị rơi vào cái tình trạng là bị trầm cảm hay không. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ anh ấy
năm nay 35 tuổi. Thế bà cũng đã ly hôn vợ à? Vâng, anh ấy ly hôn và anh cũng có một đứa con gái 6 tuổi ở với mẹ. À, thế và chàng trai này cũng rất là thật thà là nói luôn cái mong muốn của mình là nếu mà có đi đến xa hơn là kết hôn chẳng hạn thì nên để cái cậu con trai mà bạn đang nuôi là để cho bố nó nuôi đúng không? Vâng, ngoài nữa là em không muốn lên nhà anh ấy ở, anh ấy bảo là không ở chung với mẹ nhưng mà sẽ ở gần bố mẹ, cách nhà em chắc tầm 30-40 cây ấy, nhưng mà em cũng không muốn sống ở trên đấy, em lại muốn sống ở gần nhà bố mẹ em hơn ấy. À, ai cũng mong muốn là ở cùng gần bố mẹ mình chứ không phải là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ đúng không? Và bây giờ thì bạn đang băn khoăn về cái mối quan hệ này đúng không? Vâng ạ. Mặc dù đã sau khi cãi nhau thì đã làm lành rồi. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi xin chào em. Mời em chào anh. Ừ. Thôi câu chuyện cũ mà ly hôn rồi thì mình khép lại đúng không? Bây giờ mình nói về cái chuyện là mối quan hệ hiện nay. À, ban đầu thì nghe cái chuyện là có thai thì cũng nghĩ rằng em băn khoăn về việc là có nên cân nhắc giữa để hay là bỏ, nhưng em đã bỏ rồi. Và tất nhiên thế này, một người phụ nữ sau khi ly hôn nuôi con một mình rồi lại làm quen với một người đàn ông rồi cũng đã ăn ở với nhau như vợ chồng đến nỗi có thai thì chắc chắn là khi chia tay cũng sẽ hững hụt. Mặc dù nghĩ đến chuyện xa hơn là hôn nhân thì mình còn quá nhiều điều phải đắn đo. Nào là cũng chưa hợp lắm, mình cũng chưa thấy quyết tâm lắm, rồi anh ta có vẻ lại muốn không muốn nuôi con mình, rồi lại cứ nặng nặc bắt mình theo ý anh ấy về quê, rồi tóm lại là nhiều thứ mà mình chưa thấy thật sự là thỏa mãn trong lòng. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì nó cũng có cái người đàn ông ở bên cạnh, nó không trông chênh, nó không trống trải. Thế cho nên là sau khi bỏ cái thai rồi, mình quay trở lại, mình lại thấy nhớ anh ấy, lại thấy gần. Và bây giờ thì nối lại đúng không? Và vẫn ở trong cái tình trạng là còn nhiều thứ đắn đo và nhiều cái gạch đầu dòng chưa giải quyết được. Đúng ạ. Thứ nhất, trai thì không còn vợ mà gái thì đã ly hôn chồng, các bạn có quyền ở với nhau, sống với nhau như thế nào là tùy, không vi phạm pháp luật. Đấy là việc đầu tiên của các bạn. Các bạn có thể dọn vào chung một nhà, chung sống, thuê cho nhà trọ, rồi đóng tiền và ăn ở như vợ chồng, đấy là quyền của các bạn. Thế còn... có nghĩa là hiện tại thì anh ấy cũng vẫn qua từ chỗ em có mở cửa hàng nằm neo ấy, thì anh ấy vẫn ở, anh ấy thì lái xe bít Nam Định, thì anh ấy vẫn thường xuyên anh ấy ở lại đây thì cũng sống với nhau như vậy. Nhưng mà ý là sau khi mà bỏ cãi nhau xong rồi thì cảm giác thì anh ấy lại vẫn muốn nuôi cái ý định là muốn có con tiếp, bởi vì đấy là anh ấy cứ muốn là kết hôn sớm. Mà em thì thực sự là em muốn là tìm hiểu nhau thêm vài ba năm nữa. Đúng. Hoặc là nhưng mà anh ấy thì lại bảo là bây giờ anh ấy nhiều tuổi, anh bảo anh 35 tuổi rồi. Mà bây giờ có một đứa con thì nó ở với mẹ, thì tháng tháng anh vẫn chu cấp cho nó, rồi anh ấy tháng tháng anh vẫn đón nó vài ba lần, anh sang bên ngoại anh đón nó rồi. Hiểu rồi. Anh ấy vẫn quan tâm con ấy anh ấy lắm. Chàng trai 35 tuổi rất là muốn có gia đình, bởi vì bây giờ nó như là một thằng độc thân, một thanh niên độc thân. Đúng rồi ạ. Vợ không, con không. Thế nhưng mà bạn ấy muốn rằng là mình trả cậu con trai mình về cho bố nó. Thế là hai đứa đều độc thân dắt díu nhau đi và bắt đầu xây dựng một trang mới, không có vướng bận gì đến con cái đúng không? Vâng. Cái việc anh mà anh ấy muốn có con nhưng mà lại mà muốn là em sinh con. Nhưng mà ra rồi rồi biết rồi. Kiểu anh ấy rất là muốn có con nhưng mà lúc cãi nhau thì anh ấy lại không giữ, mà anh ấy lại biết kiểu anh ấy cãi nhau với mình anh cũng rất là bất cần, biết kiểu như thế. Xong rồi nhiều lúc chẳng biết là tại sao, trong vừa rồi em cũng có đi bỏ nhưng mà em cảm thấy rất là day dứt, xong rồi dần như kiểu bị trầm cảm ấy. Thôi chuyện đã qua rồi không nói nữa, bây giờ tập trung vào cái chuyện là cứ ăn ở với nhau đi, không ai bắt mình có thai được, mình là phụ nữ mình biết là có để hay không để chứ. Nếu mà mình có biện pháp thì vẫn quan hệ với nhau thì mình phải ngừa thai để tránh trường hợp là phá liên tục rồi ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là day dứt về tâm lý. Còn thì tìm hiểu nát đi tất cả những cái ý định mà có thể cái gì cũng thông được với nhau, hoặc có những thứ phải gọi là chấp nhận, thì lúc đấy chúng ta mới gật đầu tiến tới hôn nhân. Bởi vì ăn ở với nhau với lại cái tiến tới hôn nhân như kia nó chỉ khác nhau cái việc là đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp thôi. Còn hiện nay ở với nhau đi có cọ sát đi để có những tính nào xấu nhất thì nó cứ lộ ra hết đi để xem cho mình có chấp nhận được không, đúng không? Dạ. Thế còn mình không phải chạy theo khi mình lòng mình chưa thật sự là yên tâm về cái mối quan hệ này, mà mình chỉ vì là anh ấy muốn phải cưới ngay, muốn phải có con mà mình chiều thì rồi mình lại một lần đổ gãy nữa thì không tốt đâu. Đừng để quá tam ba bận nhé, đời ngắn lắm nhé. Dạ,
Thì tại vì là em bị không phải em đổ vỡ hôn nhân một lần, thực tế là em đã đổ vỡ hôn nhân hai lần rồi. Lần đầu tiên là em có lấy một người đấy, nhưng mà chỉ sau khoảng chưa được 2 tháng là bọn em đã chia tay rồi mà không có con gì hết. Bởi vì hồi đấy anh ấy rất là vũ phu, anh ấy đánh em ấy. Thế xong rồi chưa được 2 tháng bọn em đã chia tay nhau luôn. Thế cho nên lần này lại càng phải cẩn trọng, cố gắng để lần cho này. Cho nên là nhiều lúc em bị khi mà em thích ai đấy xong rồi em cứ hay bị tâm trạng em cứ bất ổn lắm. Em cứ hay bị lo sợ nhiều thứ ấy. Lo sợ nhưng mà không có nghĩa là lại vội vàng vơ lấy, vì ta mới có 31, 32 tuổi đã 2 đời rồi. Thì cái lần thứ ba này hãy cố gắng là lần cuối cùng trong đời, hãy chọn thật kỹ, cứ bình tâm bình an. Bây giờ cứ đi làm mà ăn kiếm tiền nuôi con, vẫn cứ có nhà có cửa, bạn trai nào thích đến mà mình cũng có rung động thì cứ tiếp đón có vậy thôi. Còn chúng ta chỉ gật đầu tiến tới hôn nhân khi mọi sự đã được thỏa thuận một cách thỏa đáng nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Phú Thọ đâu ạ? À, dạ vâng, em xin chào anh. Chào bạn. À, bạn hãy trình bày câu hỏi của mình đi. À, anh ơi, cho em hỏi bây giờ thì em cũng đang băn khoăn về cái vấn đề của em, thì em mới gọi về bên cần anh tư vấn giúp ạ. Rồi, bạn nói đi. Em thì em cũng có gia đình rồi, nhưng mà bây giờ thì em lại đang yêu một anh, đang có tình cảm với một anh ở bên Thanh Hóa, nhưng mà bây giờ em không biết là em phải làm như thế nào, mà bây giờ gia đình thì em không bỏ được. Yêu cái chàng trai này lâu chưa? Em yêu thì cũng được 3 năm nay rồi. Thế à? Thế là lấy chồng bao nhiêu năm? Em lấy được 7 năm rồi ạ. Lấy chồng 7 năm và 3 năm nay là bạn nói tóm lại là ngoại tình với một chàng trai mà bạn nói là ở quê ở Thanh Hóa đúng không? Dạ vâng. Ờ, cái chàng trai ấy là ở đâu vậy? Cùng làm với bạn à? Hay là thế nào? Mối quan hệ? Anh đấy thì làm cùng công ty mẹ em, thì anh ấy làm bên quản lý. Thì trước đến thì nói chung ra là vợ chồng em thì cũng có một thời gian như kiểu là không quan tâm đến nhau. Thì em về làm công ty ở dưới đây thì anh đấy lại cứ tỏ vẻ ra quan tâm em rất là nhiều. Này, ấy thì cũng đang trong cái tình trạng thiếu thốn tình cảm, xong rồi cũng đến với anh. Bây giờ thì chồng em thì anh ấy lại quay lại để yêu thương em lại biết, nhưng mà bây giờ thì anh ấy em cũng không bỏ được, mà gia đình thì cũng không bỏ được. Rồi bạn có mấy em bé rồi? Dạ. Bạn có mấy cháu rồi? Dạ, em 2 rồi ạ. À thế à? Thế cái mối quan hệ với cái chàng trai mà quản lý của mình ở công ty ấy, thì đã sâu sắc chưa? 3 năm nay chắc cũng vào nhà nghỉ nhiều lần rồi đúng không? À, dạ không, thì ở phòng trọ thì nói chung là cũng ở với nhau như kiểu vợ chồng ấy anh ạ. Vợ thì nhiều lúc thì vợ anh cũng biết, nhưng mà vợ anh ấy lại hiểu và thông cảm. Vợ anh bảo là bây giờ anh đi ra ngoài xã hội thì tất nhiên là cũng phải có, nhưng mà đừng có đi quá xa. Còn với em thì chồng em thì lại nghĩ bảo bây giờ em thì em còn ít tuổi, bởi vì em lấy chồng từ cái ngày em còn ít tuổi, nhưng mà chồng em bảo chưa được chơi bời thì bây giờ thôi thì cũng chơi, nhưng mà đừng có đi quá giới hạn. Rồi, thế nhưng mà tóm lại có quá giới hạn chưa? Nói chung là cũng như thế, là em còn phải là quá giới hạn rồi, nhưng mà bây giờ em rất là, thực sự em rất là khó xử. Tóm lại là hết giờ làm việc là về phòng trọ của anh ý đúng không? Không, em cũng có phòng, anh cũng có phòng mà như à, là tức là bạn làm xa nhà. Dạ vâng, em làm hai bọn em là làm cùng một công ty và cũng ở cùng một dãy trọ. Rồi, thế là bao nhiêu lâu thì về nhà với chồng một lần? À, dạ vâng, thì lúc nào có công có việc thì em vẫn về. À, thế con thì ai nuôi? Con thì nói chung ở với ông bà nội, nhà em thì hai vợ chồng nhà em là ở riêng. Nhưng mà bây giờ thì nhà chồng em thì có một mình chồng em thôi, thì ông bà nội vẫn nuôi, vẫn trông cháu. Cả hai vợ chồng em cũng đều đi làm.
Rõ ràng là cái chuyện mà đi làm công ty cho vợ đi làm công ty này cũng rất là nguy hiểm đúng không bác sĩ Hoàng Thế Hải? Đúng rồi ạ. Chị có ý kiến gì về vấn đề này? Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Thế thực tâm bây giờ thì em băn khoăn điều gì? Bây giờ em là băn khoăn muốn hỏi chương trình là bây giờ em có muốn em có nên dừng lại mối quan hệ với cái anh ở bên Minh Hóa hay không, hay là như thế nào mà bây giờ em bỏ thì em cũng không bỏ được. Em suy nghĩ là hay là mình bỏ đi để quay về với gia đình để gia đình được hạnh phúc, nhưng mà nó thực sự là bỏ đi rồi em lại nhớ em không chịu được. Để không chặn hết tất cả số điện thoại hay là Zalo đủ thứ, nhưng mà anh cũng đi tìm em, nói chung là anh cũng không bỏ. Anh bảo là bây giờ bỏ gia đình anh thì anh bỏ được, nhưng mà bỏ em thì anh không bỏ được. Bây giờ em mà bỏ anh ấy thì anh về anh cũng bỏ vợ anh, mà anh cũng đánh vợ đập vợ con anh ở thế. Nhưng mà bây giờ nếu mà em còn yêu anh ấy thì tóm lại anh... là vợ anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không bỏ, chồng của bạn thì bạn cũng sẽ không bỏ, và anh ý và bạn thì cũng không bỏ nhau. Thì tóm lại là cứ song hành tất cả các mối quan hệ thế này thì là đang vi phạm luật hôn nhân gia đình đi, đúng không anh Đinh? Và muốn nhiều quá. Vâng. Thật ra thế này này, nghe câu chuyện thấy một cô gái 24 tuổi mà lấy chồng 7 năm, tức là bạn ấy lấy chồng từ lúc 17, 18 tuổi. Vâng. Rất là trẻ đúng không? Vừa lớn lên chưa biết gì lấy chồng. Thế xong đến nỗi sau này có hai đứa con rồi cũng chả chăm lo gì. Chồng vứt một nơi, con thì vứt cho ông bà nội. Xong đi chăm một cái thằng sếp, một cái ông sếp ở cái chỗ mình. Thấy cuộc đời nó trông chênh quá. Mình ngẫm rằng là mình là phụ nữ ấy mà. Thôi thì đàn ông nó thấy rằng nó xa vợ thì nó thấy mình là miếng ngon. Xơi được thì nó xơi. Thế nhưng mình phải nhớ đến cái chuyện rằng là cái gì là của mình. Một ngày nào đó có một cô cán bộ hay là một cô công nhân mới vào công ty, và cái anh bạn tình này này, anh bạn sếp mà mình nói là không thể bỏ được ấy, lại thấy hay và chuyển sang cái cô đấy. Chẳng lẽ mình đi ăn vạ mình bắt đền à, đúng không? Bây giờ mình nói là đã cố gắng rút lui bỏ chạy rồi mà lại nhớ lại thèm lại quay về. Thế nhưng mà một ngày nào đó anh ấy là người bỏ mình rồi, có một người khác nào đó với mình thì chắc là cũng không lẽ mình chết à? Cho nên là cuộc đời không tham được đâu. Mình cứ đặt cái tình huống là ông xã nhà mình đi, không bỏ mình, nhưng hiện nay ông lại chung sống với một cô bạn gái khác nữa, và ông cũng nói với mình là anh không bỏ em, nhưng anh cũng không thể bỏ được cô ấy. Một tuần anh chỉ ngủ với cô ấy 3 lần thôi. Thế thì chắc là mình không chịu được, đúng không? Cho nên là thấy rất là tiếc, ở đời không bao giờ tham được. Mỗi con người ai cũng thế thôi. Con dô cũng tiếc, con diếc cũng muốn, rồi cuối cùng sẽ trắng tay. Chẳng hiểu sao lại có được cái ông chồng rất là tử tế, như là gọi là tử tế hay là dễ tính như là chồng của bạn gái là thôi em cứ đi, vui vẻ đi. Em lấy chồng sớm, em chưa được chơi bời thì giờ chơi đi, nhưng đừng quá đà. Thì không biết cái quá đà tức là hình như chồng dặn là thích chơi với ai thì cứ chơi, nhưng đừng để có con, đúng không? Đừng có mang thai về thôi, để chứ còn thì bảo là cứ cho thoải mái chơi, mình cho vợ ở công ty mà được vui chơi thì chắc là cũng hiểu rồi. Hay là chồng vợ của cái cô của cái anh chàng kia cũng thế, cũng nghĩ rằng chồng mình là sếp chắc chắn chả quản được, ông đi ra ngoài xã hội cũng có cái nọ kia, nhưng mà anh muốn chơi bời gì thì chơi bời, đừng gây hậu quả nghiêm trọng, tức là đừng lấy mất tiền của bà ấy và đừng mang con riêng về bà ấy nuôi đấy. Thực ra thì thật rất là đáng thương. Và tôi muốn lưu ý thêm một chút là mình là phụ nữ, mặc dù mình 24 tuổi, mình rất là trẻ, nhưng mà con mình thì nó lại lớn rồi ạ. Vâng, nó đã bắt đầu đi học rồi, lại còn hai đứa con nữa. Mình hãy quan tâm tới nó để tận dụng mọi cái cơ hội mà mình có để mình ở bên gần con. Chứ không có tình trạng mà như thế này thì rồi cuối cùng mình sẽ chẳng có cái gì ở trong tay cả. Đến lúc cái người tình kia người ta cũng chán, người ta đá mình vứt ra thì quay trở lại thì... Với chồng thì nhạt nhẽo, các con thì nó cũng chẳng gắn bó, vì nó thấy ông bà nội mới là bố mẹ thật của nó. Đúng rồi. Thế là mình chẳng có cái gì đâu. Rồi. Cho nên là chứ còn bây giờ mới 24, 25 tuổi đi làm công ty, suốt ngày ở trong xí nghiệp, tối về nó buồn, chả còn có cái gì giải trí, chỉ nghĩ chuyện ôm một cái ông nào đấy cho nó vui thì tất nhiên là khó dứt. Dạ vâng. Và với trường hợp này thì có thể là bạn muốn dứt bỏ cái chàng trai mà sếp của mình đó, thì hoàn toàn bạn có thể trở về với cuộc sống gia đình, đúng không ạ? Và nên thế.
Và như thế thì nó sẽ giữ được cái gia đình và hạnh phúc gia đình thì nó sẽ được bồi đắp và vun đắp hơn. Đúng cơ bản mình phải xác định là cái điều quan trọng nhất của đời, chứ còn không phải chỉ bỏ cái cậu sếp này, bỏ cậu sếp này nhưng mà tư tưởng vẫn thèm có những mối quan hệ khác thì rồi lại một anh chàng khác xuất hiện thôi. Cho nên ở đây xác định ở đời mình đã trưởng thành rồi, gia đình, chồng, con là cái điều quan trọng. Còn tất nhiên nó là con người, có lúc rung rinh, có lúc cảm nắng say nắng với người này người khác thôi, thì vui có chừng dừng đúng lúc đi, quay đầu là bờ nhá. Rồi, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều, và nên quay trở về với gia đình của mình, đấy mới là cái giá trị bền vững bạn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Khánh Hòa. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Khánh Hòa. Dạ, alo ạ. Chào bạn. Dạ, em là muốn hỏi về vấn đề sức khỏe sinh sản ạ. Rồi, bạn nói. Dạ, nhà em cũng trước kia em cũng có kết hôn lấy chồng, nhưng mà em lấy chồng thì khi mà lấy chồng được một tháng thì em mang thai. Thế em mang thai siêu âm là cưới xong rồi thì cũng siêu âm thì là con gái, cái là chồng em đòi ly dị liền. Nói chung là em cũng có một cái, nói chung là em bị sốc á. Thì em nghĩ là em sẽ không đi tiếp bước nữa. Thế nhưng mà khi mà em bỏ chồng thì được một thời gian thì có một người đến với em. Nhưng mà trong khi mà em sanh em bé thì em lỡ mà cắt ống dẫn chồng. Và bây giờ em muốn tiếp tục đi bước nữa thì bây giờ em có thể có thai được không ạ? Rồi. Thế bây giờ hiện tại là bạn có chồng không? Dạ, hiện tại là em đang yêu mà cũng tính là đến hôn nhân. Thế à? Thế hoàn cảnh của chàng trai kia thì thế nào? Chàng trai của người yêu của bạn ý? Thì anh ấy làm xe thồ, xe ôm á. Rồi, và anh ta cũng ly hôn vợ à? Alo? Anh ta đã ly hôn vợ hay là anh ta chưa từng lấy vợ? Dạ, anh ấy cũng là ly hôn vợ. À, rồi, thế bé gái của bạn bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé gái của em năm nay 11 tuổi ạ. 11 tuổi, đồng nghĩa với việc là 11 năm nay là bạn thắt ống dẫn trứng, đúng không? Dạ. Và bây giờ là bạn mong muốn là làm thế nào để cái ống nó thông, đúng không? Dạ đúng rồi. Có cái cách nào để nối lại cái ống dẫn trứng này thì để nếu mà có xây dựng gia đình tiếp thì sẽ sinh được con, đúng không? Dạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải không biết là với cái trường hợp mà đã thắt ống dẫn trứng tận 11 năm nay thì có nối lại hoặc là có nong nó ra được không bác sĩ? Thực ra thì nó đã, em đã thắt ống dẫn trứng rồi thì rất là tiếc là bây giờ cũng không ai người ta có tháo ra được cho em, mà kể cả có tháo ra được nữa thì mình hình dung nó như là một cái ống nước ấy, mà mình đã thắt nó lại rồi ấy, nó sẽ để lại một cái sẹo và nó sẽ, cái chỗ đó nó sẽ rất là hẹp rồi. Vì vậy việc mình có thai là sẽ rất là khó khăn em ạ. Dạ. Chính vì thế là chị nghĩ là trong trường hợp này của em bây giờ mà muốn có thai thì có lẽ nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì thôi thì còn nước còn tát, mình cứ, em ở Khánh Hòa ấy, em có thể đến cái bệnh viện nào mà nó có cái khoa hỗ trợ sinh sản, sau đó thì người ta sẽ kiểm tra lại cho em xem. Chứ còn hiện nay á, riêng cái việc mà đi tháo cái chỗ đã thắt ra rồi thì gần như là đã không có rồi, đã không làm được rồi. Nhưng mà chị hy vọng là hiện nay thì y học cũng rất là tiên tiến, thì không hiểu là người ta sẽ có hỗ trợ được cho em không. Nhưng mà thực sự rất là khó. Và cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải vừa chia sẻ thì bạn có thể, nếu mà xác định đi tiến tới hôn nhân với cái chàng trai mà người yêu của mình, thì bạn có thể tới bất cứ một bệnh viện sản nào đó hoặc là có khoa hiếm muộn.
biết đâu thì họ sẽ nhặt những cái quả trứng chín đúng không ạ, và cho thụ tinh nhân tạo thì cái khả năng làm mẹ của bạn vẫn còn nhá. Dạ em cảm ơn chương trình ạ. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo Hải Phòng đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng. Chị có thể trình bày câu hỏi của mình được không ạ? Chút chuyện gia đình. Dạ. Em muốn nhờ bên chuyên gia tư vấn cho em, tí chúng em thì nó cũng khó băn khoăn quá. Dạ. Chị nói vì đi. Chuyện gia đình em thế này, cháu nó đi taxi, cháu nó sinh năm 94. Vâng. Thế mà bây giờ cháu nó ra ngoài, vợ nó, cháu có một vợ hai con rồi. Vâng. Nhưng cháu đi ra ngoài thì lại gặp cái cô này là học cấp 3 với cháu. Vâng. Thế là giờ hiện giờ có thằng con trai. Ôi giời. Cháu nó học lớp 1. Rồi. Mẹ lại còn một đứa cháu gái thì là cháu đi khách, đi xe thì người ta xin đứa con. Thì một đứa con gái năm nay cháu gần 3 tuổi. Vâng. Thế bây giờ thì cái thằng con trai đấy thì mẹ nó bảo là bây giờ gia đình là phải lo cho mẹ con nó mỗi tháng là 4 triệu để rồi cháu học hành. Vâng. Thế nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ nó cũng băn khoăn quá bởi vì cháu nó có vợ có con rồi. Rồi. Mà giờ nộ ra cái như thế này rồi nó lại bảo rằng ông bà thế nọ thế kia. Rồi. Thế này không biết đứa ra làm sao. Rồi. Gia đình người ta bên ngoại đấy thì người ta bắt là phải ấy chứ không thì là phải góp cho người ta 80 triệu. Rồi. Người ta không bắt là theo nộp tháng nữa. Vâng. Thế thì hỏi chuyên gia là xem như thế có được hay là sai. Thế thì cái vợ con của cậu ấy thì là đang sống với chị à? Vợ con của cháu thì có hai con rồi, nhưng mà vợ cháu đây đang làm kế toán bên môi trường. Muốn là giấu giếm cháu, cháu thì nó không được biết, vợ cả nó không được biết. Rồi. Thế là hai cháu của chị chính thức ý, thì là lớn chưa? Hai cháu của em thì một cháu mới được 5 tuổi, một cháu cũng được gần 3 tuổi. Thì vợ nó cũng chắc là chưa biết thôi, nhưng mà mẹ con nó đến tận nhà, nó bảo rằng bây giờ không thì cứ mỗi một tháng phải lo cho con nó 4 triệu để ăn học. Và cái không co, thì cái, ông bà cái 80 triệu. Cái em đang hỏi bộ chương trình làm sao giúp em để giải tỏa cái cuộc này sai hay là đúng thế nào. Cái cậu sinh năm 94 lái taxi là con trai của chị đúng không? Vâng, đúng rồi. Ngoài hai người con chính thức với vợ đang sống cùng với ông bà thì cậu ý lại có một cậu ý lại có một đứa con ngoài giá thú là con trai với cái cô bạn học lớp cấp 3. Vâng. Và có một đứa con gái 3 tuổi như chị nói. Không, con gái 3 tuổi là khách đi đường là xin đứa con thì cái đấy nó không đòi hỏi gì. Cái đứa đấy là nó không đòi hỏi. Thế sao mà cái đứa mà học cấp 3 mấy cháu đây thì giờ nó có đứa con học lớp 1. Thế mà trước kia cháu khi từ lúc nó đẻ ra thì cháu nó đã trách nhiệm mỗi tháng 2 triệu. Nhưng giờ nó không nghe, nó đòi 4 triệu. Thế nó bảo bây giờ con ông bà hoặc là ông bà không cần 4 triệu nữa mà nó cần 80 triệu. Thế nhưng giờ bác bổ nhà quê chúng em làm thì ra. Thế bây giờ chị đã hỏi cậu con trai của mình và xem cậu ấy là người gây ra sự việc này thì cậu ấy có ý định đấy, như thế nào không? Gây ra thì cứ bảo là nó 2 triệu thôi nhưng giờ nó không nghe. Nó bắt 4 triệu một tháng cơ. Thế em bảo bây giờ không mày không thích thì thôi chứ tao. Giờ tay bây giờ đều thế tao mới nhận con nhận cháu. Còn bây giờ mày làm ngang làm ngửa mày bờ bụi đâu thì tao không biết. Thế nhưng nó bảo bây giờ mà không ông bà mà không ấy tôi sẽ điện ông tôi sẽ kiện ông bà. Thế tôi ông bà có gây ra chuyện đâu mà kiện ông bà. Sốc kinh lắm cơ. Ồ thế mà tại sao làm việc đấy là việc của cái chàng trai con trai chị sinh năm 94 thì tại sao chị lại cứ phải nhảy vào giải quyết đúng không? Cậu ấy là người gây ra chuyện cơ mà. Vâng. Nhà chúng em vợ chồng em no lắm mà giờ nhà quê nghèo. Chúng em thì ở thôn Kiến Thiết, Nam Phong ở gần cầu Phao Đăng đây nhưng mà nông nghiệp nghèo có cái gì đâu mà giờ nó bắt là phải no cho nó 80 triệu. Nó bắt là bắt con trai con chị. Con nhà em nó bỏ 6 năm nay là cháu nó no mỗi tháng 2 triệu rồi nhưng giờ nó không nghe nó đòi 4 triệu. Nó bỏ giờ ông bà không thích con bà nọ kia.
thì lo cho tôi 80 triệu. Nhưng giờ bác ơi, giờ thực ra ngoài thì, ra cũng không phải gì không. Chị ơi, chị nó, ơi, nó chị... bắt chúng tôi nó 80 triệu lấy ở đâu ra? Anh Đinh Đoàn sẽ phân tích rõ để chị hiểu vấn đề. Rồi, tôi chào chị. Con mình có một cậu con trai đã hai, một vợ một con rồi, bây giờ có thêm hai đứa con ở một vợ hai con rồi, có hai đứa con ngoài giá thú. Vâng, cái ạ. Chuyện ấy á, đấy là mình nói với nhau thôi, còn nếu mà có xác nhận con ngoài giá thú thì hai anh chị phải đưa nhau ra chính quyền rồi cùng nhau để xác nhận đúng là cái thằng cu này là con tôi, phải được cái ghi tên của con nhà mình vào cái giấy khai sinh của cái đứa thằng cu nhỏ kia ấy, thì mới gọi là con ngoài giá thú. Còn hiện nay là hai đứa nó chơi bời với nhau, nó có con, lỗi con mình một phần và cũng lỗi cô kia một phần. Ở đây tại anh, tại à, tại cả đôi bên đều là những người trưởng thành rồi, tự chịu trách nhiệm. Bây giờ không thể đến ăn vạ ông bà già được. Chị cứ nói thẳng này, chúng mày nằm bờ nằm bụi với nhau, chúng mày quan hệ với nhau là tao không biết. Sao lúc mày ngủ với nhau mày thích mày không gọi tao? Bây giờ mày có con mày lại nọ thế kia, thế còn đấy con tao nó với lại với chúng ta không có trách nhiệm vì chúng ta không nhận cháu chắt gì cả, thế còn thì nó là con mày mà cho rằng đấy là con của con trai tao thì hai đứa tự giải quyết với nhau. Sao mình cũng phải có cái rắn giỏi của mình chứ. Đây là mình, thật ra cái cô gái mà đã biết là người ta có vợ xong rồi mà lại còn bạn học mà lại chưa có chồng đúng không? Dạ. Mà quyết tâm có con. Với cô đấy, cô có một chồng ba năm học mấy cháu cấp 3, nhưng mà đi lấy chồng 3 năm không có con. Thế là quay về là hai đứa gặp nhau. Rồi xin nhau con. Vâng. Thế và cái con đấy bây giờ là, con nhà em nó lại bắt đi siêu gì đấy, đi làm gì đấy. Xét nghiệm ADN. Thử tên nen thì đúng phải một cha con rồi. Vâng. Thế mà giờ nó bảo rằng ông bà mà không lo tôi sẽ kiện ông bà. Thế em cũng lo quá cơ. Chị đã bảo đấy không phải việc của chị không phải lo, không phải sợ. Nếu cô đến tận nhà hoặc bố mẹ cô đến tận nhà, chị hoàn toàn có quyền là nhắc họ là tôi không liên quan, tôi không gây tội. Chị là người chủ động ngủ với con trai tôi, và con trai tôi với chị mới là hai người liên quan trong cuộc. Thỏa thuận với nhau như thế này là việc của anh chị nhá. Chúng tôi là ông bà già, chúng tôi sinh con nuôi con, tôi không dạy con tôi là đi ngủ với chị nhá. Đấy là một về mặt lý. Bởi vì nếu như thế này, cô ấy là người rất đáng thương, đáng tội. Con trai mình gạ gẫm cô ấy xong rồi lừa cô ấy, nói dối là chưa có vợ, rồi để cho cô nhẹ dạ cả tin. Bây giờ cô phải làm mẹ đơn thân, rồi mẹ con cô rất là nheo nhóc khổ sở. Cô không đòi hỏi gì mà mình biết đấy là cháu bỏ rơi của mình. Có khi mình lại còn gom góp chút xíu bù trì cho cháu, thăm nom cháu cho đỡ thiệt thòi. Nhưng đây cô ấy là người rất là trưởng thành và rất là hiểu chuyện. Thậm chí bây giờ còn có ý đồ là vòi tiền ấy, chắc cần một món tiền to 80-100 để làm cái việc gì đó. Cho nên là chị buông cái vụ này ra, không phải liên quan nhá. Thế còn bảo bỏ cái cậu con trai ấy là con xem con giải quyết hậu quả, chứ còn đừng để nó đến đây nó đòi mẹ hay là bố chuyện tiền nong gì cả. Vì bố mẹ không phải là người mà gây ra lỗi để cô ấy đòi. Đặc biệt là chị phải nhớ, nếu cái vụ việc này mà nó có lộ ra thì thật ra gia đình cô gái, và cô gái cũng là người xấu hổ chứ cũng không chỉ một mình con chị, cho nên chị cũng không việc gì phải che chắn nhá. Họ mà cứ làm bung làm bét chị thì cứ cho họ làm bung. Nhưng mà nó đến nhà em ra ngõ nó này còn bảo cho con ra nhà em thế này. Nó bảo anh mà không giải quyết thì liệu phần hồn. Đấy, sợ nó lại thuê bọn xã hội đen mà con nhà em đi xe mà không may nó làm sao chị đấy. Chị ơi, thì em cũng cậu kinh. Con trai của chị không phải là nhỏ tuổi nữa. Và khi mà cậu ấy gây ra hậu quả thì cậu ấy phải tự sắp xếp để giải quyết vấn đề nhá. Vâng, dù sao là con em chúng em lo lắm. Rồi, nhưng mà với hai ông bà già thì chắc chắn là cái việc lo không rất khó để giải quyết triệt để được nhá. Vâng. Rồi, chào chị. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Vâng, dù sao nữa cảm ơn em, cảm ơn chương trình nhá. Dạ vâng, chào chị. Thế thôi, tư vấn cho em, chúng em hiểu ra rồi chứ chúng em không được học hành gì, chúng em lo quá cơ. Trách nhiệm của mình đến đâu thì mình làm tới đó thôi chị nhá. Các bác bên chương trình nhá. Dạ. Chào chị, cảm ơn các chuyên gia đã tham gia vào chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Và thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào giờ này tuần sau. Và quý vị hãy đừng quên số điện thoại duy nhất của chúng tôi là 0243 826 2625. Xin chào và hẹn gặp lại.
Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.